làm cái cây cổ thụ liên nhưng mà hoa cám thế. Nên cái cây dần dành hay quá nhưng mà xuyến luôn. Đang định xem múc rồi. Em thích cái đấy đấy. Dành dành hay đấy. Đang định múc thì chị này đổi cái rồi. Ngon đấy. Được đấy. Đang xem. Hay đấy. Hơi chậm tí. Mình đến trước mà hơi chậm. Đánh chưa? Đến trước là chậm đúng không? Đang nghe rồi. Ừ, lao đến nhanh quá. Cốt. Được đấy. Tiếp. Đấy, mình sao lại được với này chắc là 300. Xem lại tí nữa bác nhá. Rồi. Chung là cây không có duyên rồi. Vậy cái ổi chị. Nhiều ổi ghê nhỉ. Nhiều ổi thế. Và nhiều ổi thế lại lấy nhiều ổi nhỉ. Nhiều nhỉ. Cái này thì bao tiền? 2 triệu. Bên này. Bên kia. À, hai nhà. Cái này hôm trước là 6 triệu rồi đúng không nhỉ? 6 triệu. Hoành tráng ấy nhỉ. Đây này. Đấy, mắt cú bọ đó này. Đấy, con dành tôi. Tôi đang xem thì bác này bác cái ra bác ấy xin đổi và cắt thêm tiền. Đấy. Rất hay. Được dành rất chu trình. Dành rất tiết. Rất chậm. Rất tiết. Nói chung là rất tiết. Lộc vợ nha. 2 cây được 1 cây. Nhanh quá. Rồi. To các bạn ạ, không phải thấy cái này dưới. Đấy. Quá bể, quá rụt rịt. Quá đẹp. Chưa kịp làm gì. Đây là cái đám kiếm ở nhá. Đấy chưa? Ờ.
Vía mạnh không? Đến phát là khách đến luôn. Đấy là cái trong cái biết nhá. Đấy ông phi đến sau và ông ấy làm phát. Bà chủ nhanh quá. Bà chủ làm ăn nhanh quá. Đang định trả cao hơn mà này. Rồi. Cầm tiền lên được 2 cây. Đấy, được có 1 cây như thế này, được 1 cây như thế này. Cái này là cái này, cái này nổi cái đành đành 1 triệu, các cái đành đành. Này là bao tiền nhỉ chị nhỉ? Cái đấy á. Đây chữ thế. Sao anh em bảo là chán này, tuột cái đành đành này chán. Ôi đẹp thì nhiều lắm. Đấy đành đành nhá. Cái đành đành này có đành đành. Dùng này. Đây này, vừa nãy cái dành dành kia đổi lại cái này hả? Cái cặp kiến này này. Đấy, cặp kiến này không có gì. Và cắt thêm một khoản tiền 1 triệu các bạn. 1 triệu. Ôi giời ơi, sàn nhiều hoa chưa? À. Mai có chợ dưới kia đi chưa dưới kia không chị? Mai có xuống dưới kia đi không? À, đâu có. Mai có đi chợ Vạn Phúc không? Có. Cái linh trang phải bao tiền? Sao mình thấy là chuẩn giá nó 2,5 triệu. Ok, hoa đẹp. Nhưng mỗi mỗi tội thích mỗi cái chậu. Cái gì? Thích mỗi cái chậu. Cái chậu đấy đã 600.000 chậu. Thích mỗi cái chậu. Nhưng mà thôi, chợ mua được. Cây gì đẹp, chợ đẹp. Cây thì được cái tán với hoa đấy. Mai đem ra chợ là bán được đâu. Mai đem ra chợ là bán được. Không, mai chị không đem về đâu. À đây à? Đã đem lên đây cây gì là đem lên đây thì không còn về đâu. À đây à? Cây gì đem. Nhưng mà đem Hà Đông rồi đem cây khác đúng không? Hả? Đem Hà Đông rồi đem cây khác đúng không? Đã đem ra chợ Văn Phúc thì lại không không đem đem lên đây rồi. Thích cứ dành dành quá. Lấy cứ đang làm video thì đã không thấy được. Ra. Ra. À thì duyên người ta em đang định đàng hoàng tí nói chuyện tí. Đấy chứng tỏ là cái cây cây nó phải có duyên thuộc về đúng, người đúng, sở đúng. Trường của mình. Vì cứ dành dành mới giúp vào đây đấy. Tôi lại làm phiền với chị tí vậy. Ai để gì khác? Vâng. Vâng. Đang thích chơi cái rình rành mà. Có cái bệ cũng được đấy. Đang định phơi bình cái chỗ kia tí để lấy nhưng mà ông ấy phi từ đâu đến? Tôi vừa gặp ông ấy tít từ trên kia mà quái nào. Chắc công an đuổi. Ôi này. Xem cái này này. Đấy, tự nhiên cũng chả có gì. Chả. Cuộc cái đình dành chả. Cuộc đình dành hơi buồn quá. Đây mà đi nó không tập trung mang thai. Đây này, những cây như này mấy trăm cây thôi. Sinh viên biết chơi hay quá. Nhà trọ xem. Thôi nhà trọ. Đấy. Cây hoàng hoa thám. Nhưng mà lâm mà nó hám không mang cho bạn phúc. Ủa này. Ủa cái quái này, mai bác nào lấy. Ủa bác này. Mai lại ngay chợ đến này chưa bán.
ra màn nhỉ. Là hả? Cái này thì bao tiền? Như đây rất rẻ, rất hợp lý quá. Tầm 1,5 triệu một cây trở lên. Dù như thế này tầm 1,5 triệu một cây. Còn linh san này thì linh san này thì thích mỗi cái chậu. Chậu với lại cái chậu với lại cái tán của nó thôi. Còn chân vệ nó không có gì. Vâng. Tắt được chậu. Tắt được chậu. Phát lộc phát tài. Hồng lộc mai. Xương này cốt hay. Nhưng mà hơi nhân tạo quá. Cốt hay. Quá nhiều. Nếp. Kết thúc khung hình ở cái hoa linh san đẹp này các bạn nhé.